Phát triển bản thân như thế nào để trở thành ngôi sao, bán hàng hoặc chủ doanh nghiệp? Từ kinh nghiệm thực tiễn người Việt làm giàu ở Mỹ của chính tôi. Tự thân làm business offline ở Mỹ và đạt doanh số hơn 50 triệu đô. Và sau đó bắt đầu lại từ đầu với startup online với thành công cũng không kém. Nhưng giờ đây, niềm vui của tôi là được chia sẻ cùng người Việt khắp nơi để cùng giàu hơn, hạnh phúc hơn. Welcome to chương trình 5 phút mỗi ngày với Fidu tại USA. Nhìn lại quãng đường từ hơn 20 năm qua, tay trắng làm nên tại xứ người. Đây là rút tỉa nhanh nhất tôi có thể chia sẻ cùng bạn về việc phát triển bản thân như thế nào để trở thành chủ doanh nghiệp. Mong rằng bạn sẽ làm hay hơn tôi và đặc biệt tránh những sai lầm tôi đã mắc phải. Trở thành chủ doanh nghiệp không phải là điều dễ dàng, nhưng sẽ không khó nếu biết điều bên dưới. Trước tiên, hãy là người bán hàng. Bán hàng không chỉ là một cách để tiến tìm nhanh mà còn là một cách tuyệt vời để học hỏi và phát triển kỹ năng của một doanh nhân. Trừ khi bạn là sáng lập công ty mô hình công nghệ loại kỳ lân có hàng trăm triệu đô đã có sẵn, tôi chưa bao giờ thấy tự thân làm triệu phú bền vững nào mà không có khả năng thuyết phục người khác. Và cách nhanh nhất để biết bạn có khả năng thuyết phục là nhập vai trở thành người bán hàng. Khi kinh doanh, ai cũng đặt ra câu hỏi có cách nào làm ăn mà đảm bảo thành công 100% không? Thì câu trả lời của tôi ngày hôm nay là không ai có thể đảm bảo bạn sẽ thành công cả. Nhưng có một điều tôi có thể đảm bảo với bạn là bạn sẽ thất bại. Thất bại là điều không thể tránh khỏi trong kinh doanh. Điều quan trọng là bạn có đứng dậy sau mỗi lần thất bại hay không mà thôi. Và điều đó phụ thuộc vào khả năng bền bỉ và chịu đựng của chính mình. Và nếu bạn không thể chịu đựng được những lời từ chối khi làm một người bán hàng, thì tôi nghĩ cơ hội làm chủ business thành công sẽ rất nhỏ. Với hơn 20 năm là một người bán hàng trước, doanh nhân sau, tôi có một bài khác trình bày về cách trau dồi kỹ năng bán hàng đơn giản nhưng hiệu quả để rồi có thể giúp bạn trở nên giàu có. Hãy tìm bài đó với một điểm khác, một số điểm rất là ngạc nhiên, mời bạn đón xem. Điều kế tiếp, hãy tìm đồng hành và phát triển chung với mình. Tại sao phải như vậy? Vì không giống như suy nghĩ thông thường rằng bạn cần phải học và giỏi mọi kỹ năng trước khi làm chủ doanh nghiệp. Góc nhìn của tôi là hãy tập trung giỏi một thứ, kỹ năng sale hoặc thêm một kỹ năng nữa mà thôi, là hai cái. Kiểu lời khuyên trong quá khứ là phải tập trung khắc phục các khuyết điểm, đối với tôi không còn đúng nữa rồi. Thời đại AI này, kỹ năng cần có không phải chỉ vài thứ như kiểu ngày xưa mở quán phở, chỉ cần biết nấu phở ngon, có kỹ năng giao tiếp để niềm nở với khách hàng là thành công. Ngày nay, không những phải giỏi về sản phẩm, nào còn phải biết sale, biết marketing, biết quản lý, biết vận hành, còn phải biết tài chính, phải biết công nghệ vân vân và vân vân. Cứ mà đi khắc phục các khuyết điểm vô vàn đó cho mấy thì khuyết điểm vẫn là khuyết điểm. Trau dồi cho mấy thì sẽ vẫn không bằng người khác vì đó không phải là ưu điểm hay tài năng của mình. Chi bằng sao không tập trung trau dồi thêm sở trường của mình để chắc chắn không những vượt trội người khác và ngày càng bỏ xa họ nữa. Hiểu được điều này thì bạn cần phải đi tìm người đồng hành. Vì người đồng hành đó không những sẽ chia sẻ đỡ đần công việc mà còn giúp mình cover được nhiều kỹ năng khác vốn dĩ là khuyết điểm của mình. Không biết các bạn còn nhớ câu chuyện lịch sử kinh doanh của Bill Gates, giỏi kỹ thuật phải cần tới Paul Allen giỏi kinh doanh mới làm nên sự nghiệp, cho đến câu chuyện gần đây nhất của Mark Zuckerberg, giỏi sáng tạo mà đang bị đánh giá là không giỏi vận hành. Tất cả đều nằm trong ý này. Kế tiếp, tìm cho ra được người đi trước mà mình có thể mô phỏng theo. Không có cách gì cho thấy rõ tương lai cuộc đời bạn sẽ ra sao khi trở thành chủ doanh nghiệp tốt bằng cách nhìn vào chính người đi trước mà bạn muốn trở thành. Không phải chỉ nhìn vào sự giàu sang phú quý của người đấy mà phải xem có chấp nhận được lối sống của người ta nữa. Nhớ đó, ai cũng muốn trở thành tỷ phú như Elon Musk, nhưng mấy ai biết được lịch làm việc của ông ta lại là 7 ngày một tuần với trên 120 tiếng, mỗi năm chỉ ốp 3 tới 7 ngày. Và ngoài ra ông ta còn có 6 đứa con nhỏ nữa. phát triển thêm từ điểm này. Thần tượng nào của bạn mà có thể biến người đó thành mentor hoặc coach thì là càng tuyệt vời hơn nữa. Đây là điều tôi đã không quan tâm khi mới khởi nghiệp. Bây giờ nhìn lại, phải chi tôi làm khác và có mentor hay coach sớm hơn thì giờ đây không chỉ thành millionaire mà biết đâu tôi đã 10x hay là 100x rồi đó các bạn ạ. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình thông minh, mình nhiều sáng tạo, phải đi trước, phải khám phá, đi một mình có sao đâu, tại sao phải làm y chang người đi trước, vân vân. Giờ nhìn lại mới thấy đã có người đi trước vấp ngã, dọn đường cho mình, tại sao tôi phải cực khổ chi vậy? Trẻ tuổi nào không bao giờ coi trọng cái kinh nghiệm, cứ đặt nặng vào cái nhiệt huyết của mình và quyết định tất cả. Không phải đâu, giờ mới hiểu mình phải work smart chứ không phải work hard. Work more, smart là sao? Là work sử dụng đòn bẩy đã có sẵn của những người mentor, của những người coach đã đi trước giúp đỡ mình. Chúc bạn thành công, đạt được nhiều ý nguyện của cuộc đời mình và trở thành người chủ doanh nghiệp giàu có. Nếu cần giúp thêm, hãy kết nối. Fidu rất vui lòng đóng góp cho người Việt mình càng ngày càng giàu hơn khắp mọi nơi trên thế giới. À, chưa hết, có một phần bonus muốn tặng bạn cực kỳ quan trọng ngày hôm nay. Hãy bất chấp rủi ro, cứ nhảy vào thực hành ngay. Đừng đặt nặng lý thuyết. Hãy nghe thử câu hỏi này nè. Cách nào bạn sẽ học nhớ lâu hơn? Từ lý thuyết trên lớp năm này qua năm nọ, hoặc là thực hành nhảy ra ngoài ngay, quơ tay và mình té cái ạch. Từ việc nhảy vào thực hành ngay, tôi tin là bạn sẽ có thể kiểm tra ý tưởng và xác thực được các câu hỏi giả định như tìm hiểu xem thị trường có nhu cầu đối với sản phẩm hay không, khách hàng mục tiêu của bạn có chịu chi không, cách tối ưu tiếp cận họ là gì, cách giải quyết marketing có hợp lý như kiểu mình đã planning chưa, vân vân và vân vân, và hàng trăm câu hỏi khác mà chỉ có cọ sát thực tế bạn mới có thể trả lời tốt được những câu hỏi đó. Làm giàu không phải là một cái búng tay là có ngay. Thành công không phải là đích đến chớp mắt, mà như là một hành trình các bạn ạ. Như là một bể khổ mà Đức Phật đã nói về cuộc đời. Thế mà tôi vẫn đam mê bơi. Trong bể khổ đó, bạn nào muốn cùng bơi với tôi nhỉ? Nếu thông tin này hữu ích, Fidu rất cảm ơn khi anh chị em like và share để giúp thêm một người Việt nào đó cùng vươn tầm với chỉ 5 phút mỗi ngày.